Chào các bạn tin nhanh 24/7. Suzuki nâng cấp Nikkei 150cc, quyết tâm đánh sập Honda và Yamaha. Theo đó, Suzuki CSX S150, bản độ có tông màu xám cam độc đáo cùng với dàn áo hoàn toàn bằng sợi carbon. Xe có cản trước cùng với lớp bảo vệ ôm gần hết phần động cơ. Cái chỗ đẩy chân đẩy lùi về phía sau có lớp lõi IRC. Yên ngọn có chỗ tựa lưng và đuôi xe được buốt đẹp mắt cùng với tấm biển số gắn trên lớp sau cỡ lớn. Hốc đèn pha tạo dáng như một chiến binh đường phố thực thụ. Chế độ còn có cái đầu tay cầm cứng và gương chiếu hậu gắn ở cái tay cầm cúp xuống dưới. Cái cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn được thay bằng loại kết hợp giữa analog và kỹ thuật số để tăng thêm cảm xúc thể thao hơn. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng LED. Hệ thống treo gồm phục ống lồng trước và giảm tốc đơn đằng sau. Phanh xe gồm phanh đĩa cho cả hai bánh trước và sau. Sức mạnh của cỗ mẫu Suzuki CSX S150, bản độ có động cơ DOC 4 vành là máy bằng chất lỏng với dung tích 147.3cc. Động cơ này cho công suất tối đa 19,17 mã lực tại 10.050 phút. Mô men xoắn cực đại 14 Nm tại 9.000 vòng phút. Động cơ sử dụng hệ thống khung nhiên liệu trực tiếp đi kèm với đó là hộp số sơ cấp. Mẫu xe còn được trang bị ống xả D-Rails tăng thêm cái độ hấp dẫn cho hoạt động của xe. Xe có hai tông màu cam và xám độc đáo. Bánh sau cỡ lớn cố gắng tấm biển số ở trên. Yên ngồi có chỗ tựa lưng. Đèn pha kiểu chiến binh đường phố rất hấp dẫn. Đèn hậu dạng LED. Lớp áo bằng sợi carbon rất là đẹp. Cái ống xả hiệu Airbus tăng thêm cái sự hấp dẫn và tiếng nổ rất là thanh thoát cho xe. Cảm ơn bạn hướng dẫn này là kế tiếp, nhớ like, subscribe.